chúng ta còn phải cơm áo gạo tiền mà đam mê vô cờ bạc rồi là bất chấp. Có lần tôi nói mà, mua một cái áo, mua một cái quần, mua cái gì cũng phải suy nghĩ hết. Nhưng mà đã là cờ bạc rồi thì bao nhiêu là bao, nợ bao nhiêu là bao không quan trọng, miễn là thỏa mãn cái cảm xúc đó trước cái đã rồi tính sao. Đó là gì? Đó là một sự đam mê mù quáng mà không có thuốc nào chữa được, không dễ chữa, trừ khi tán gia bại sản không còn cái gì mới chịu bỏ cuộc. Tôi nói đâu có sai đâu, vì tôi cũng là người đánh bài mà tôi cũng từng đam mê, nhưng tôi chơi được, tôi bỏ được. Tôi sống ở nước ngoài, tôi hiểu được nhiều thứ lắm, đúng không quý vị? Cho nên người ta nói là cờ bạc là bác thằng bần. Không chơi công khai thì chơi trên mạng, không chơi trên mạng thì chơi qua bằng điện thoại, bằng Zalo, cá độ đủ kiểu trên đời. Chỉ có cờ bạc là quyến rũ con người ta nhiều nhất, tình tiền tù tội. Đó là những cái thứ mầm mống khiến cho con người ta khổ đau, điên đảo cả một cuộc đời. Vì những thứ đó nó ma mị, dướng vô tứ đổ tường rồi là kiểu gì cũng chết. Đam mê là chết, đúng không quý vị? Cho nên á, tôi nói á, tôi biết ít thôi, tôi biết chi nhiều quá mà không nói, không chia sẻ đó thì cũng không được, vì nó đã xảy ra hàng ngày hàng giờ. Và gần đây quý vị thấy không, ở Bộ Công an phá án rất là nhiều đường dây cờ bạc, nhiều lắm nha quý vị. Cho nên chơi cái kiểu gì mà để dính vô pháp luật, làm chủ cũng chết, con bạc cũng chết, chủ cũng chết, con cũng chết, cái cũng chết, con cũng chết, kiểu gì cũng dính vô pháp luật, tiền mất tật mang. Mà một khi mà đã đam mê vô cờ bạc rồi á thì không bao giờ chịu đi làm ăn, vì đánh bài á là thấy toàn là tiền lớn, mà đi làm công nhân á thì năm vài chục triệu đâu có chịu làm đâu, có đúng không quý vị?